Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Không thể ngờ sắc vóc và khí chất của Dương Mịch lại nép vế hoàn toàn trước tình cũ Huỳnh Hiểu Minh. Nhìn lại bức ảnh cũ mới thấy Dương Mịch khi xưa nhan sắc và khí chất kém nổi bật hơn hẳn khi đứng cạnh người yêu tin đồn của nam tài tử họ Huỳnh. Nói đến Dương Mịch, người hâm mộ sẽ nghĩ đến ngay một mỹ nhân sở hữu nhan sắc và vóc dáng hạng A của showbiz. Người đẹp nhận được vô số lời tung hô và tán dương từ phía người hâm mộ trong những lần xuất hiện tại sự kiện lớn nhỏ. Gương mặt rất khả ái, body bốc nửa, vòng hai thon gọn cùng đôi chân nuột nà đã biến Dương Mịch trở thành đối thủ nhan sắc đáng gờm của nhiều người. Vậy nhưng mới đây, nốt ảnh cũ của Dương Mịch trong quá khứ khi tham dự một chương trình cùng người đẹp xứ Đài Bạch Hâm Huệ đã được chia sẻ. Điều đáng nói, Bạch Hâm Huệ được cho là bạn gái bí mật của Huỳnh Hiểu Minh một thời. Cô là một MC, diễn viên, người mẫu của Đài Loan. Cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2007. Xem lại hình ảnh này mới thấy nhan sắc của Dương Mịch không ngờ từng bị bạn gái cũ của tài tử Tân Bến Thượng Hải nấn nướt như thế nào. Dương Mịch và Bạch Hâm Huệ chung một khung hình. Người đẹp xứ Đài nhan sắc vượt trội hơn hẳn nhờ gương mặt thon nhỏ, sống mũi cao, tổng thể hài hòa và rất thanh thoát. Nhiều netizen đồng tình cho rằng Bạch Hâm Huệ hoàn toàn lấn át mỹ nhân họ Dương. Cách đây nhiều năm, Dương Mịch vẫn còn sở hữu gương mặt tròn, mái tóc xoăn cũng khiến cô dừ đi nhiều phần. Ngoài ra còn có ý kiến thú vị cho rằng Bạch Hâm Huệ có rất nhiều nét giống với Angelababy. Từ gương mặt, dáng người cho đến khí chất đều giống bà xã Huỳnh Hiểu Minh hiện tại. Có lẽ nam tài tử luôn thích mẫu người con gái mảnh mai, thanh tú giống như Bạch Hâm Huệ và Angelababy. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.